Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ, điều trị cho bệnh nhân Bùi Văn Minh, mắc thoát vị đĩa đệm. Thưa quý vị, đĩa đệm là phần nằm giữa các đốt sống, xung quanh là lớp vỏ, ở giữa là nhân nhầy. Đĩa đệm có tác dụng chịu áp lực do cột sống đè lên, tạo sự mềm dẻo cho cột sống. Thoát vị đĩa đệm là một thuật ngữ chỉ tình trạng xảy ra khi nhân nhầy của đĩa đệm cột sống chệch ra khỏi vị trí bình thường, xuyên qua dây chằng, chèn ép vào các rễ thần kinh, gây tê bì, đau nhức. Tình trạng này thường là kết quả của sang chấn hoặc do đĩa đệm bị thoái hóa, nứt, rách, có thể xảy ra ở bất kỳ khu vực nào của cột sống. Trên thực tế, thường hay gặp hiện tượng đau lan tỏa từ thắt lưng xuống chân, đau dây thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm ở cột sống thắt lưng là phổ biến nhất. Có nhiều nguyên nhân gây nên thoát vị đĩa đệm cột sống. Một số nguyên nhân chủ yếu gồm: nguyên nhân phổ biến là tư thế sai trong lao động, vận động và hoạt động. Cơn đau thường xuất hiện khi ta nhấc vật nặng ở tư thế không phù hợp. Tư thế lao động, tư thế ngồi, mang vác nặng sai cách. Đặc biệt hay gặp nhất là việc bê vác vật nặng. Việc mang vác nặng sai tư thế này dễ gây chấn thương đốt sống lưng, thoát vị đĩa đệm. Nguyên nhân do thoái hóa tự nhiên. Tuổi tác và các bệnh lý cột sống bẩm sinh hay mắc phải như gai đôi cột sống, gù vẹo, thoái hóa cột sống cũng là các yếu tố thuận lợi để gây bệnh. Những người ở độ tuổi từ 30 đến 50 là có nguy cơ bị thoát vị cao nhất do những thành phần nước và đàn hồi bên trong nhân tủy sẽ giảm đi theo tuổi. Nguyên nhân do bị tai nạn hay các chấn thương cột sống. Nguyên nhân do béo phì hoặc bệnh lý bẩm sinh. Những người thừa cân, béo phì sẽ có nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm cao hơn bình thường do cột sống phải gồng lên để gánh một trọng lượng cơ thể lớn. Ngoài ra, những bệnh lý bẩm sinh từ nhỏ như hẹp ống sống, thoát vị nhân tủy cũng làm tăng nguy cơ mắc thoát vị đĩa đệm ở nhiều người. Tổn thương đĩa đệm cũng có thể do nguyên nhân di truyền. Nếu bố mẹ có đĩa đệm yếu do bất thường về cấu trúc thì con cái cũng dễ bị thoát vị đĩa đệm. Một số triệu chứng thoát vị đĩa đệm điển hình bao gồm: đau nhức tay hoặc chân. Bệnh nhân có những cơn đau đột ngột ở vùng cổ, thắt lưng, vai gáy, cổ và chân tay khi mắc bệnh, sau đó lan ra vùng vai gáy, chân tay. Tính chất đau có thể âm ỉ vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng, hoặc rất dữ dội, đau nặng hơn khi vận động, đi lại, giảm đi khi nghỉ một chỗ. Triệu chứng tê bì tay chân: nhân nhầy của đĩa đệm thoát ra ngoài, sẽ chèn ép rễ thần kinh gây đau nhức, tê bì vùng thắt lưng, vùng cổ, sau đó dần dần phát triển xuống mông, đùi, bẹn, chân và gót chân. Lúc này người bệnh sẽ bị rối loạn cảm giác, luôn thấy mình như bị kiến bò trong người, yếu cơ, bại liệt, xuất hiện khi bệnh ở giai đoạn nặng, thường sau một thời gian dài mới phát hiện được. Giai đoạn này, người bệnh khó có thể đi lại, vận động, dần dần dẫn tới teo hai chân, teo cơ, liệt các chi phải ngồi xe lăn. Thưa quý vị, đối với những người mắc căn bệnh xương khớp, họ luôn phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng do căn bệnh mang đến. Vậy nên, người bệnh luôn mong muốn tìm đến một phương pháp điều trị có hiệu quả và giảm đau nhanh chóng. Phương pháp cấy chỉ cắt gút là một sự lựa chọn hàng đầu cho người bệnh. Bên cạnh những ưu điểm như lành tính, tiết kiệm thời gian, chi phí, thì đây là phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc hay phẫu thuật. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.